Những đoạn sạt lở nghiêm trọng đã cản bước tiến của đoàn cứu hộ cứu nạn cùng phương tiện máy móc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở đoàn kinh tế quốc phòng 337 khiến 22 cán bộ chiến sĩ tử vong và mất tích. Chiều 18 tháng 10 năm 2020, những con số thi thể cán bộ chiến sĩ được tìm thấy cứ tăng dần trong nỗi xót xa của những người đồng chí, đồng đội và nhân dân cả nước. Trên đường vào hiện trường xuất hiện nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Khối lượng đất đá quá lớn, cộng với việc đường sạt quét hàm ếch nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Bộ Quốc phòng đã đề nghị các đơn vị liên quan cử phương tiện để thông đường sớm nhất có thể, đồng thời khảo sát một số vị trí để tìm ra nơi an toàn nhằm lập trạm chỉ huy tiền phương. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, 1 giờ sáng 18 tháng 10, hàng loạt vụ sạt lở liên tục đã kéo gần 2 triệu khối bùn đất đổ ập xuống khu vực đoàn kinh tế quốc phòng 337 đóng quân trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thi thể ra ngoài, hiện công tác cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương.